Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận một token có ký hiệu là INFT nè các bạn. Thì tổng pool góp này là 200.000 đô la. Thì chương trình góp này nó sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 7 và phó vào ngày 5 tháng 8 nè các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mình tham start chatbot. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn lướt trang các bạn. Dự án này FW Airdrop này khá là nhiều các bạn. BW E V E C F E. Chính xác rồi. Rồi. Rồi bấm vào continue luôn các bạn. Tất cả sẽ list lên sàn Bankage Swap. Nhiệm vụ đầu tiên của bạn cho nên gấp nữa. Rồi. Để follow minimum có được không các bạn? Được rồi. Tiếp theo bấm follow minimum luôn các bạn. Trên minimum thì bấm follow nữa. Rồi bấm bắt up lên nè. Tiếp tục. Tiếp tục follow từ Twitter và request chỉ inbox tăng 3 người bạn. Trên tờ Twitter các bạn theo dõi nha bạn, này là dự án game đó. Nó khi winbot bài nào các bạn. Không biết winbot tăng 3 người bạn bài nào luôn các bạn. Để mình tìm bài nào luôn. Thôi mình tăng mẹ cái bài đầu tiên đi các bạn. Mình like nè, chính chắn tự quyết tăng 3 người bạn đi. Rồi mà đáp lại. Rồi các bạn join sao không multi nè. Get it chứ. Trên get it các bạn bấm sao join không multi nè. Rồi bạn bắt up lên nè. Tiếp tục bấm submit tên nè. Rồi join xong bấm done. Rồi tiếp tục mình gửi đường link vào profile tại Twitter mình nha các bạn. Trên tờ Twitter nhấp vào gắn cùng nhấp vào một hồ sơ nhấp vào gắn cùng nhấp vào chia sẻ. Rồi bạn sẽ chép liên kết nha bạn. Rồi bạn gửi cho bot nữa. Tiếp tục gửi đường like, đường link profile minimum thì bạn nhấp vào minimum này nè các bạn. Mình rất là ghét minimum luôn, bạn lót quá chậm. Rồi bạn nhấp vào anh đen đen nha bạn. Rồi nhấp vào anh avatar của mình. Rồi nhấp vào anh avatar mình cái nữa. Lấy đường link minimum thật là khó các bạn. Không phải khó gì mà rất là lâu. Rồi bạn nhấp ba anh cùng nữa. Bạn sẽ chép liên kết cho bot nữa. Tiếp tục gửi đường link profile get it mình nè. Thì bạn nhấp vào cũng get it nè bạn. Nhấp vào anh cùng các bạn, nhấp vào anh avatar của mình nè. Rồi nhấp ba anh cùng nè. Các bạn sẽ chép đường link get it mình nè. Rồi gửi cho bot nè. Tiếp tục gửi địa chỉ BNB sẽ mất trên BET20 trên dưới chocolate nè. Rồi tiếp tục bấm vào confit nha bạn. Ok các bạn việc lên ghép chia sẻ trong bè những người thân được khiến tôi cần nha bạn. Vậy video mình đang kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.